đêm rồi luôn, ngon lắm nha. Cả nhà. Xin chào quý vị, chào các bạn quay trở lại với kênh Tây Minh nhé. Hiện tại là đang giao hàng qua tay. À, xin lỗi quý vị, qua làng. Đang lên xe. Xe bán tải. Đi nguyên xe bán tải. Giờ cứ quay ra. Đi xe bán tải luôn quý chú chị. Chồng xem nha. Hoa. Bao đó nhiêu ký anh Chánh? Bao nãy á 50 ký luôn rồi, mấy cái bao nhỏ nữa hả? Thêm mấy bịch nhỏ nữa. 55 ký. Đây cả nhà ơi, sáng sớm thì shop chị Hồng Loan rất là đông ha. Phía bên trong thì có một chị cái tổng điện đến đây nè. Cái tổng cả nhà. Cái kênh ngoài đang chỉ được không? Cái kênh ngoài. Cổng kia. Xe bưu điện tới anh Chánh rồi. Dạ. Đây là những cái của bên này các bạn nhé. Như con gà ở vô đó. Giao hàng như thế này, tất bật giao hàng luôn. Và đây là xe bưu điện của các ngày chắc phải là hơn 100 họ nặng ha. Cứ có lần máy tắng các nhà ơi. Cô chú anh chị mà nghe cái thông tin được thì nói chung là chị Hồng Loan, cô chú anh chị mà cái bên Facebook của cô chú anh chị hãy qua fanpage để chốt đơn nha các nhà. Chứ đôi khi
mình chốt đơn mình vừa Facebook và vừa fanpage thì nó đôi khi nó trùng đơn, nó không hay ở nhà đâu, cái đấy bị sót đơn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị biết cái thông tin này, cô chú anh chị hãy vào trong đi chập, em sẽ post lên cái dòng trọng thế trên fanpage của chị Hồng Loan cho cái video của em cho cô chú anh chị xem ha cả nhà. Cái đôi khi mà mình nhầm trùng đơn đó cả nhà. Chú Tránh nói là 4 tấn máy xuất đi đó cả nhà ơi. Bắn qua lan khủng, bắn là mấy tấn đó. Nào chú anh chị ơi, nghe anh nói là 4 tấn đó cả nhà ơi, bắn đi xuất đi 4 tấn đó cả nhà. Xuất đi 4 tấn á. Xin mọi người ơi, chị Hồng Loan xuất đi 4 tấn khoai lang cả nhà. 4 tấn khoai lang nha. Chính xác đó nha, trong vừa nói xạo nha cô chú anh chị. Nói chung là xe bưu điện này là chắc đầy xe lên cả nhà, 4 tấn với hàng đồ ăn vặt nữa cô chú anh chị. 4 tấn khoai lang kinh khủng chưa.